Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Đi Review. Lại là mình An Trần đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu với một loại tai nghe nhái AirPods 2 nữa. Quan điểm của mình nêu rõ ràng ra nhé. Đó chính là mình nghĩ là nó là giống nhưng mà nó không phải là fake. Thế nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc tai nghe BW22. Chiếc tai nghe giống AirPods 2 này nó có một cái đặc điểm gì đặc biệt ở phân khúc giá đâu đó sẽ khoảng tầm 600 đến 700 nghìn. Thế cùng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Cái phần đầu tiên là mình muốn nói đến ở đây đó chính là cái phần đóng gói của chiếc BW22. Cái này thì mình nghĩ là đây là một trong số những cái chiếc tai nghe có cái đóng gói đẹp nhất mà mình từng thấy. Với phân khúc giá 700.000, anh em có thể nhìn thấy ở đây là nó được đóng gói rất là gọn gàng. Tai nghe ở trên này và ở bên dưới chúng ta đã tìm thấy cái hộp kết đựng tai nghe của chúng ta, và bên dưới chúng ta có một cái đoạn sạc cáp nữa. Đây là một trong số những cái điểm mà mình đánh giá cao, bởi vì họ đã cố gắng tạo ra một cái chất riêng cho cái sản phẩm của mình. Ok, tạm bỏ cái chiếc hộp sang một bên, chúng ta lại có cái chiếc tai nghe của chúng ta ở đây. Thì đầu tiên chúng ta đã có cái kết sạc. Đây là một trong số những cái kết sạc có cái thiết kế mình nghĩ là trong khúc giá 600 đến 700 nghìn. Đây là một cái thiết kế rất bền bỉ, thực sự như vậy luôn. Bản lề nó không hề dễ bị rơi ra một chút nào cả, và kể cả thiết kế tai nghe cũng vậy. Khi mà mình đeo cái thử thiết kế tai nghe như thế này thì mình cũng đã quen với những cái dòng iPod rồi, nên là mình không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng cái điều kỳ lạ là cái trọng lượng của nó lại khá là nhẹ, nhẹ hơn khá nhiều so với những cái dòng tai nghe mình đã test trước đó. Thế nên là mình đeo nó cũng rất là thoải mái thôi, và nhiều khi là mình còn quên mất là nó đang trên tai mình cơ. Còn đâu mà ví dụ như là anh em đang nghĩ là sẽ khó để có thể phân biệt được cái chiếc tai nghe này với những chiếc AirPods 2, thì mình cũng sẽ nói luôn, đó chính là việc ở bên trong của những cái chiếc tai nghe này ấy, thì nó không hiểu sao mình lại nhìn thấy ở phần ngay cạnh tai nghe này, cái chỗ để tai nghe này, nó lại có một cái phần nó hơi bị nhám nhám hơn một chút so với cái tai nghe AU, nên là anh em có thể nhìn vào trong này để có thể nhận biết luôn. Còn ở bên ngoài nó sẽ có cái chữ Innovation for Everyone ở cạnh chỗ bản lề ấy, thì mình cũng có thể nhìn ra được đây là cái quote của hãng, nghĩa là họ muốn tiến bộ cho tất cả mọi người. Cái điều đầu tiên mình phải ngạc nhiên về cái chiếc tai nghe này đó chính là việc nó có đủ tất cả những cái tính năng đến từ AirPods 2. Tất cả những cái tính năng mà bạn nghĩ là có thể có ở trên AirPods 2, ví dụ như là bỏ tai ra để có thể ngừng nhạc này, có double tap các thứ, hay là chúng ta đơn giản thôi là mở tai nghe ra và kết nối như là một cái thiết bị AirPods thông thường, thì nó đều đáp ứng được hết cho mình. Và đây là một trong số những cái điểm cộng mà mình nghĩ là hãng nên tiếp tục phát huy. Ngoài ra thì những cái tính năng phụ khác như là định vị này, anh em xem phần tracking các thứ đều rất là ổn định. Và đây là một trong số những cái chiếc tai nghe mà làm hoàn thiện nhất về cái phần tính năng phụ đó. Có một cái phần mà mình nghĩ là các bạn đang rất là tò mò, đó chính là cái việc chất âm của chiếc tai nghe này liệu nó có hay hay không. Thì rất là may chiếc BW22 này nó nghe khá là ổn. Với cái tầm khoảng 600-700 nghìn thì mình nghĩ là đây là một cái chất âm hợp lý. Cái chất âm của nó có thể hoàn toàn đánh giá được là khoảng 7 điểm rưỡi đến 8 điểm so với chiếc AirPods 2. Nhưng mà khi mà chúng đã lên được cái tầm giá như này, anh em còn nhớ cái chiếc tai nghe hôm trước mình vừa review cho anh em không, chiếc tai nghe Verge ấy, nó cũng đạt điểm 7 điểm rưỡi đến 8 điểm theo cái thang điểm của mình. Nhưng mà đấy là một chiếc tai nghe với giá 400 nghìn thôi. Còn đây là một sản phẩm trị giá 600 nghìn, và mình nghĩ là mình cần hy vọng được nhiều hơn vào nó. Thế nên là nếu mà chấm tổng cho cái tai nghe này thì chắc là mình nghĩ là mình chỉ chấm 7 điểm thôi, bởi vì cái tầm giá của nó hơi cao. Cái phần tiếp theo mình muốn nói đến ở đây đó chính là cái phần mic thu âm. Đây là cái phần mình làm rất là nhiều. Nhiều khi là mình muốn làm vlog hay là mình muốn gọi điện thoại cho người thân thì mình dùng cái mic này khá là nhiều. Và cái mic của BU thì rất là may, tất cả những cái sản phẩm BU từ trước đến giờ mình đã chạm vào thì đều có mic thu âm khá là ổn, ở mức khoảng 5 điểm trở lên. Còn đối với chiếc tai nghe BW22 này thì nó phải cho được mình khoảng 8 điểm nếu mà xét trên thang điểm với AirPods 2. Và đây là một cái chất mic mà mình nghĩ là hoàn toàn có thể anh em hát hò này, hát quy sinh các thứ, hay là anh em gọi điện thoại cho người thân và cả ghi âm vlog rất là tuyệt vời. Mình hoàn toàn có thể cam kết điều đó cho anh em, bởi vì mình là một người dùng mic rất là nhiều. Thế nên là anh em có thể tin vào cái đánh giá của mình. Cái thói quen là mình sử dụng tai nghe thì nó khá là bình thường. Mình sẽ nghe khoảng tầm 3 đến 4 tiếng vào cái thời gian mình làm việc vào buổi sáng, và sau đó mình sẽ cất vào hộp sạc và sẽ nghe tiếp vào buổi chiều. Thì cái chiếc tai nghe BU của mình thì nghe được khoảng từ 3 đến 4 tiếng nếu mà để cái mức setting là khoảng 80% pin đến 70% pin. Và nó lý giải vì sao mà chiếc tai nghe của mình nó có pin rất là trâu, thực sự như vậy luôn. Cái kết thì nó khoảng đâu đó rơi khoảng tầm 400 mAh và có 30 mAh ở mỗi bên tai, hoạt động được khoảng 3 đến 4 tiếng như vậy, là mình nghĩ đây là một mức pin hợp lý, nhưng mà nó không quá trâu, thậm chí là có thể không trâu bằng so chiếc tai nghe Verge mình vừa review hôm trước xong cho anh em đó. Còn cái chuẩn kết nối của nó được sở hữu là chính là Bluetooth 5.0, đi kèm với đó là phạm vi kết nối 10m, và đây là một trong số những cái sản phẩm mình nghĩ là đạt tiêu chuẩn so với cái tầm tiền 600.000. Vậy để rút ra thì chúng ta sẽ có những cái gì với chiếc tai nghe BW22? Thì với chiếc tai nghe này chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là dễ nhận biết, bởi vì nó quá giống với AirPods 2, đi kèm với đó là một cái
thiết bị khá là bền bỉ với mức giá đâu đó rơi khoảng tầm 600-700 nghìn, mình thấy khá là thích. Tuy nhiên nó sẽ có một cái điểm yếu về cái thiết kế này, đó chính là với phân khúc giá 600-700 nghìn nó sẽ chỉ là thiết kế của AirPods 1, AirPods 2 mà thôi, chứ không phải là thiết kế AirPods Pro như là những đối thủ của nó, như là chiếc AirPods Pro Fake mình đang có ở đây. Còn đối với chiếc BU này thì sao? Chúng ta đã có một cái thiết kế hộp rất là đẹp. Mình nghĩ đây là một trong số những cái thiết bị trong phân khúc giá 600-700 nghìn có hộp đẹp nhất. Và một cái bảo hành chính hãng 18 tháng đến từ BU. Đây là một trong số những cái điều mà mình nghĩ là cần nên nhắc đến. Bởi vì anh em sẽ có bảo hành chính hãng, thế nên là anh em khi mà có lỗi thì hoàn toàn có thể mang ra chỗ bán hoặc là mang ra hãng thì người ta sẽ bảo hành miễn phí cho anh em. Đây là một trong số những cái điểm mà mình nghĩ rất là cần thiết. Còn một cái điểm nữa thì sao? Như là anh em có thể biết rồi thì những cái tính năng của AirPods nó đều có đủ, hay là pin của nó cũng khá là trâu. Còn để mà nó cạnh tranh được ở phân khúc giá 600-700 nghìn thì mình nghĩ là vẫn có cửa để cho chiếc tai nghe này nổi bật giữa những cái hãng đang tồn tại thị trường ở hiện nay. Nhất là những chiếc AirPods Pro Fake này thì mình không ưng nó lắm, thế nên là mình sẽ recommend anh em lấy chiếc này hơn, bởi vì cái giá trị nó đem lại thực sự rất là lớn. Có một cái thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến anh em trong video này, đó chính là việc chiếc tai nghe BU BLU22 của mình đang có mức giá đâu đó rơi khoảng tầm 600-750 nghìn trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, di động thông minh.vn đang có dự kiến là sẽ bán chiếc tai nghe này với giá chưa đến 500 nghìn. Vậy anh em nghĩ sao? Đây có phải là một chiếc tai nghe đáng mua hay không? Hãy cho mình biết ở phần comment phía bên dưới nhá. Nhớ theo dõi đi review và di động thông minh.vn để có những mẫu tai nghe chất lượng hơn trong tương lai. Mình là An Trần và xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video lần sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.